Wow, trời ơi quá giỏi luôn. Một sao luôn. Ghê thiệt. Rồi. Bây giờ đã quá ha. Nhẹ không mẹ? Đợt trước cái vợt nặng quá mẹ than. Dạ. Lại lấy vợt bự quá mà. Mẹ nói đợt trước giá cá bệnh luôn. Về nhất bệnh luôn. Vậy mà phải chờ xíu cá bự mới lên. Dạ. Quậy nó quá đó. Nó đang nổi hay câu. Câu nó ăn no quá là kêu nào lớn là nó nổi à. Nếu con nhỏ là không chết mà mấy lớn. Dạ. Nó ăn nhiều quá. Nó tham ăn đó. À là tại nó ăn quá nó mệt hả? À, bây giờ cả nhà đang ngồi chờ cá lên. À, dốt 14 nè, mẹ dốt 15. Xiến. Dốt 11, nay có Phong nữa, với Sơn Hùng nữa. Giờ mình cá thì tới tối nó mới lên được. Chị ca tới hả? À, con chị Sơn Ca với anh Niên tới nữa nè. Bữa nay huy động lực lượng khá đông ha. À, đại gia đình Nam Việt lên đây bắt, quyết tâm bắt hết mới cá này ăn Tết. Thử anh Niên, thử đồ nghề đi. Đợt trước cái vợt nặng quá, anh Niên với mẹ vớt về riêng mình luôn. Ừ. Dốt chụp hình trước khi bắt cá nữa chứ. Thử anh em. Tập thử ai. Cá nhỏ. Nhưng mà chút thả cá nhỏ ra xuống nha. À, cá cỡ này được rồi. Dễ bắt quá ha. Bắt tay hả? Con cá mà chính thị. Con cá là muôn đời cũng là con cá mà nó làm như con khô. Không ơi, qua chỗ thôi. Dạ, thử cho xong. Vừa ha. Quá trời luôn ha. Ôi, cá mà cho luôn ta. Hai lần nè, hai lần. Hai vợt nè, vô đây nè. Cá tại cá là mắt lắm á. Sơn Hùng con đi lên một bước Sơn Hùng, con không được leo xuống dưới đây. Con đi lên đi con. Con lọt xuống mấy công lắm. Con đi lên nữa xíu không à. Đó xin lên. Lọt xíu có 6 tám. Anh Liên hay quá kìa. Anh Liên giớt hay quá kìa, một vợt là bắt quá chừng luôn kìa. Đâu không đi đây bác thử cái cho con. Em nghĩ là năm bình có anh Liên giớt. Rác bỏ đâu thì ba. Ừ. Rác bỏ đâu. Rác hả con? Nè cái sọt rác đằng kia kìa. Đằng kia. Đó. Ê bánh bò đây. À, có bánh bò ha. Ừ. À, mẹ mang theo bánh bò cho ai đói ăn nửa buổi. Rồi cảm ơn em. Ăn lót dạ. Ăn lót dạ. Ngon quá. À, quên nói lý do mà cá nó nổi lên vậy. Tức là cái hồ này á, thì nuôi cá tra để câu giải đó. Nên là các cần thủ câu ở đây khoảng 100 mấy chục cần thủ. Câu nguyên buổi sáng thì cá nó mệt rồi. Thì quậy nước đó. Mấy con cá phi này nó vừa ăn thức ăn nhiều. Rồi nó vừa bị quậy nước nữa. Cái tối nó nổi lên như nè. Nó ngợp á. Rồi ông chủ nói là tới đây vớt mớ cá về làm mắm với chiên ăn. Tại vì cá này cá phi ở hồ này không có xài. Trời ơi cả nhà lên đây để đi bắt cá mà cuối cùng vậy nè. Có mình anh em bắt hả? Chút ông xỉu luôn nè. Đưa mặt vô nữa. Rồi, 1, 2. Đóng cửa nha. Chụp hồi thấy hình Phong không ạ? Cái nữa đi, cái nữa. Luôn.
rồi. À, bây giờ mình đi theo anh Yên với Phong thì khả năng là bắt được rất là cao. Anh Yên vớt giỏi lắm. Hiện giờ cá nó chưa có lên, khoảng tiếng nữa mới được. Cá nhỏ xíu. Trời ơi, Nguyên không te. Thôi giữ ta. Hay quá Yên ơi. Nhẹ nhẹ để gãi vợt nha. Thì theo anh Yên là chắc như cú nhất à. Sao không? Có đi tháo mẹ kìa. Còn con. Coi chừng trúng à. Nên bắt cái này kinh nghiệm à. Giá cái được mấy con luôn ha. Dữ ha. Phải làm nhanh lên đó em Phong. Rồi ở đây anh cũng trồng hoa kiển nhiều quá ha. Này đang bơm nãy lọc nước. Đi lượm cá đi. Cá không được thì tại vì cái lưới đó nó khích quá nước. Nó khích nước. Nhiều quá hết chứ không? À đã quá. Con này thảy xuống. Không, bắt luôn, bắt hết. Không có, mình bắt hết cho chủ hồ luôn. Về mình bỏ sao? Thử mình đi vòng coi bên kia mấy chị em bên bển có bắt được nhiều không? Này cá nổi quá chừng ha. Phong thấy ở miền Tây bắt cá dễ không Phong? Còn Niên vớt nè, thử coi lên mẻ này không? Dữ quá. Tè quá mà không có con, hai con nhỏ xíu à. Vớt đi rồi về chị sang ca cho anh Yên ăn cá này một tháng. Cá phi. Cá phi kho. À, cá phi nấu canh chua, chiên, mắm. Ôi, đá vậy đây, vớt trong nước cũng được ha. Sơn Hồng con đừng có chạy trước quay Yên. Con chạy trước á là cá nó sợ nó chạy hết. Ngon quá Sơn ơi. Nhiều đây mới có ăn được chắc được 10 bữa chưa tới Tết nổi này. Chưa tới. Chút xíu nữa. Vậy chắc phải ráng thêm tới 4 5 giờ sáng ha. 5 giờ sáng đi. Ăn qua Tết luôn. Qua Tết luôn. Tết là ăn khô không á? Ăn khô nha. Khô ngọt ngọt. Khô dưới lết. Ừ. Nó nóng con thèm à. Dạ. Dạ. Nó con thèm nè. Mày hủ cái chua. Rồi hủ cái chua là được rồi ha không? Nấu canh cái chua, chua khô. Vậy bây giờ mình ngồi nghỉ xíu đi, chơi đi. Chứ cá nó chưa có lên mà, chưa tới lịch hẹn mà. Tới giờ mới tới giờ. Hộp vô ba. Lên cái thùng nữa. Giờ nó còn đang.
Vậy cũng lẹ hơn nha. Lẹ hơn câu hả Vũ? Dạ. Ủa cá chốt hả mẹ? Vớt cá chốt không? Nên anh bằng vớt bên đường con nó lột lại. Nhạy quá. Cá chốt là ngon lắm. Cá chốt này đây... có con nào chưa? Chưa thấy luôn. Cá chốt mập lắm á. Rồi mới vớt được có xíu. Mới vớt được xíu mà nhiều quá nè. Nè có sáu chốt nè. Thôi ngon quá ha. Đây nè, con thấy nè, hai con. Hồi nãy đầm đào lắm á. Rồi vậy chút đi vớt cá chốt về kho đi. Dập chưa? Rồi. Thấy rồi, hai con ngon quá. Được lắm anh. Rồi, cho cá rồi. Chụp rồi. Trời ơi, lo đi bắt cá đi ông ở đây chụp rồi. Bỏ bên kia đi đổ này nhảy thôi. Nửa xô với nhiêu đây nữa nè. Dạ. Là hai bà cháu này gần xô. Hai bà cháu vớt nhiều quá giỏi rồi. Ừ. Hồi nãy nửa xô rồi. Chứ câu làm gì được vậy đúng không? Bây giờ được nhiêu đây nữa thôi. Dạ. Anh bằng cho hai cái thùng xốp kìa. Dạ. Phong ở đây nè Phong, cái nổi nè Phong. Hay là mượn cái vợt bự hôm bữa. Nửa xô. Dạ bác giỏi quá ha. Rồi bây giờ chia của nghe, chia của về nghe. Của có mấy cái thùng này. Dốc lại đại xô đi. Rồi lấy cái túi rồi đúng hả? Nè. Tao có giỡn không hả? À. Lấy đại đi Dốt. Lấy đi, rồi để con lấy cái bao cho. Bây giờ người kia mới về nấu. Rồi, Dốt Khanh với mẹ này. Chị cho mộng với chị. Dạ, rồi Dốt không có bắt cá. Mộng đi. Không mộng có ăn. Cho mộng đi. Nó mần sẵn ta còn gì. Vậy thì nguyên miệng vậy chứ. Em đi theo năm đi bắt cá phi. Đi bắt cá phi. Chứ con Khanh chị Diễm nữa đi bắt cá. Ta đem dứt ra ăn không sợ. Em cho rau nhịp đi dứt cá phi. Rồi. Rồi đổ vô vô xô này đi. Giờ dỡ hết được Diễm ra đây. Diễm cho bác chê lắm rồi chứ. Mấy tên nước đá. Chân. Chân nước đá. Hoặc chân nước đá chứ. Dạ, dạ. Rồi. Ôi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời đất ơi. Lấy bự bự á canh. Không cho con dùng dài ba con. Không. Lấy chậu nước canh cho mấy thảo nhậu nữa. Thảo nữa hả? Thợ chê cá phi hả? Ừ. Mẹ cứ lấy về thợ nhậu. Thợ làm nhà cái gì dốc hả? Lấy bịch đi. Là biến ra mày ngã Út. Bỏ bỏ ngăn lạnh. Dạ cái này cũng mình cũng bỏ ngăn lạnh đá đi. Chứ không có làm nổi đâu. Dạ. Thôi giờ con bỏ đây lấy. Thôi, đi về luôn đi. Anh ăn đi chứ mẹ chứ bỏ đây biết nào Thanh ăn. Thôi lấy về đi. Nó bự cháu xanh. Quá trời luôn. Quá trời ha. Vớt vớt về ngon, nhanh hơn câu ha. Ngon lắm. Nó mập lắm. Vậy à, cho cà phê vô đây luôn hả? Cho vô bịch đi, cho vô bịch từng bịch riêng rồi thả vô đây. Cái... em dọn cái em dọn lập xưởng qua bên đi. Mát không sao không? Rồi luôn. Hôm qua mẹ ấy xíu làm hả? Nhìn hấp dẫn quá.
Nhưng mà ăn nửa cái thôi, ăn cái ăn không nổi. Dạ, vô cắt giùm coi. Nó cong ăn cái nhiều lắm. Dạ, nhiều lắm. Ừ, bị quá ha. Bỏ vô bà đi sáng mà bỏ đây. Thì bỏ hết đi. Ủa vậy sao không để nguyên cái thùng vô tủ lạnh luôn đi? Không lạnh hả? À, bây giờ đang chia cửa hiệp 2. À, hôm nay thì cả nhà Nam Việt đi kiếm mớ cá làm mắm với làm khô ha. Sẵn chia sẻ bà con và ảnh cho vui. Rồi, tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Cầm đau lắm. Bằng đi thôi. Nghỉ đi, mai còn làm lạp xưởng nữa. Rất là nhiều bệnh đó. Ôi cái chốt gì mình thải vô đó không được cắt ra. À, cái chốt không có được bỏ trong lạnh. Cắt ra nguy hiểm lắm. Là tí ăn cắt ra đi. Để nó đâm chết luôn, hóc chết luôn. Đâm nhức lắm. Rồi cái